xin chào anh em. Có một ghe lưới cào đang vô con cá. Mình sẽ đi quay tìm hiểu về cái ghe giả cào này và lên ghe và quay về kích thước của ghe thực tế từ chủ tàu nói cho anh em xem. Và mình sẽ khám phá thử ghe giả cào này chạy máy gì nha anh em. Mình thì mình thích đi quay những cái thước phim thực tế và những cái kích thước của tàu. Thì mình sẽ hỏi thăm thẳng chủ tàu để có một cái con số nó chính xác hơn, để anh em xem những cái thước phim nó linh động hơn. Chứ mình không có đoán là ghe dài bao nhiêu hay chạy máy gì nha anh em. Làm như vậy thì nó rất là thiếu thực tế. Ok anh em, ghe giả cào đang ở phía sau mình đây. Bây giờ mình sẽ đi quay ghe giả cào đang vào con cá cho anh em xem. Đây là giả cào của Lương Sơn nha anh em, xã Lương Sơn của thành phố biển Nha Trang. Rất là đẹp. Có một ghe giả cào đang vào nữa anh em ơi. Có một ghe giả cào đang vào nữa kìa. Ok, bây giờ mình sẽ khám phá chiếc ghe giả cào này trước ha. Ghe này dài nhiêu mét và rộng nhiêu mét mà nó rộng dữ vậy anh? Dài 21 mét. Mấy 21 mét nữa, rộng 7 mét. Chù chè hiền gì nó rộng hơn chiếc ghe nhà luôn. Ồ, ai có cái gì hơn. Xuất dây. Ghe dài 21 mét nhưng mà rộng tới 7 mét luôn anh em ơi. Rộng hơn cả. Đây anh em, dễ 20 mấy mét. Ở bên họ thiết kế hai cái hành lang đi tới rất là rộng ha. Hành lang tầm mét mấy á. Ghê quá đẹp luôn anh em ơi. Ghê quá đẹp luôn. Đó lên quay về cái lên tôi không anh? Không, em lên YouTube. YouTube hả? Vâng. Em lên YouTube. Không, em lên YouTube cái trang của em Bố Về Đi Biển á. Chứ em đâu phải phóng viên đâu. Mấy ông nãy á, mấy ông nãy mới phóng viên. Ké này mấy anh em bóc ké lên nè anh em. Ké đổng, ké phèn, sơn thấp. Xài cẩu ba chân nè, Chí Đạt Tiger, cọp Chí Đạt. Ok, xin chào anh em nha, hẹn anh em ở clip tiếp theo nha anh em ơi. Coi cái bộ bắp lái nè, dở sợ ghê dễ. Đây, bữa nay trực tiếp mình lên hẳn trên ghe giả của một ông anh ở Liên Sơn. Quay cho anh em xem. Ủa, 1.200 ngựa là chạy cu min luôn à? Ke 38 hả? Đây là chiếc giả cào mà mình xin phép ảnh vô phan máy quay nè. Nói chung là mình quay ghe mình mộ máy gơ lắm. Đấy, ảnh đang chạy cái G4 Cumin 750. Xuống tận phan máy chơi luôn nha anh em. Chim ngưỡng Cumin G4 nha anh em ơi. Máy mới tinh sạch sẽ, trong phan máy rất là sạch anh em. Nhìn phan máy là biết chủ tàu kỹ rồi. À, dễ mới vô là ảnh thăm linh thăm nhớt đồ bài bản. Chiếc mới xuống hai bộ dần đen hả? Buộc trước đó nó vàng gớm, nhìn nó vàng gớm. Nếu mà ghi 7-8 xuống thì chỉ các em quay thôi à. Mà không biết. Bên đó phòng lưới rút mà tôi ít ấy em. Dạ. Bên biển á. Bên lưới rút. Em
cái ke G4 Cumin 750. Ồ, thấy cái ông bô đó anh em, ông bô dở sờ nó như cây gầu luôn ơi. Một cái ống tục bô nè, ống tục bô ảnh đi lòng ra phía bên ngoài nè. Trời ơi, cái ông bô dữ rồi chơi. Bô, ống bô này lên ảnh cho rộng ra tí xíu nữa cho nó giảm thanh nè anh em. Dở sờ. Cumin G4. Đây có thông số nè anh em. Ke 19. Đây anh em, Cumin ke 19. Máy mới tinh trời. Bô lâu rồi. Dạ. Dở sờ cái máy. Làm biển mới xài cái máy thủy này là ước mơ luôn. Nhiều anh em thì nói chung là mình nói thật là gọi là ít vốn anh em. Nhiều người xài còn xài máy xe. Ai còn xài máy xe là ước mong người xài cái máy thủy luôn. Ơi, mời anh em chiêm ngưỡng cái Cumin ke 19 nha anh em. Hộp số nè, trời ơi cái hộp số dở sợ, hộp số tơ 3 8.5 9.5, hộp số 9 tua rưỡi, ở dòng tua 1.000 đến 2.300 vòng trên phút. Dỡ sợ cái máy Cumin. Rồi quay thoáng qua về cái máy cho anh em xem. Bây giờ mình đi lên nha. Bồ anh trang bị ở dưới này bồn dầu dữ dằn luôn. Máy tẹt dầu. 4 tẹt dầu. Sao vậy bác, sao biết hay rồi.